Nữ ca sĩ tỷ phú khiến Cẩm Ly, Minh Tuyết sợ hát chung. Tài sản tỷ đô chồng xây nhà hát riêng trong biệt thự. Chính Chu còn chiều chuộng tới mức xây dựng hẳn một nhà hát opera riêng trong nhà nghỉ để Hà Phương luyện thanh. Hà Phương tên thân mật Trần Thị Hà Phương ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô là ca sĩ dòng nhạc trữ tình quê hương, từng hoạt động trong thập niên 90 tại Việt Nam và sau này ở hải ngoại. Hà Phương là con gái trong một gia đình có 6 anh chị em. Cha là nhạc sĩ Trần Quang Hiển, chị gái cô là ca sĩ Cẩm Ly, anh rể là nhạc sĩ Minh Vi và em gái là ca sĩ Minh Tuyết. Ngoài vai trò em gái của Cẩm Ly, Hà Phương hiện được biết đến với vị trí nữ ca sĩ giàu nhất Việt Nam, sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến ai cũng phải choáng ngợp. Thời còn ở Việt Nam, Hà Phương hoạt động cùng chị gái Cẩm Ly và em gái Minh Tuyết, xuất hiện trong series âm nhạc Mưa Bụi. Cô là người đi hát đầu tiên trong ba anh chị em, nổi tiếng qua một số ca khúc song ca cùng nhạc sĩ Trần Sang như Hoa Cầu Vườn Trầu, Mùa Xuân Xôn Xao. Tuy đi hát sớm, nhưng trên thực tế, Hà Phương chỉ vào nghề trước Cẩm Ly và Minh Tuyết vài tháng. Cẩm Ly vì tính nhút nhát, sợ luyện thanh trước mặt mọi người, nên trong lúc học thanh nhạc đã vội bỏ về. Sau đó được hai em động viên, nữ ca sĩ mới dám bước ra sân khấu để theo đuổi đam mê. Trong thập niên 90, Cẩm Ly và Minh Tuyết được biết đến là cặp chị em song ca nổi đình nổi đám, chạy show khách từ trong ra nước ngoài, để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Điều này khiến nhiều khán giả thắc mắc vì sao cùng đi hát nhưng cả hai lại thành cặp song ca mà không có mặt Hà Phương. Ít người biết rằng Cẩm Ly và Minh Tuyết rất sợ hát chung với Hà Phương. Mỗi lần hát chung, họ thường phải dạt ra xa chỗ Hà Phương đứng. Lý do vì lúc hát, Hà Phương thường múa tay múa chân khá mạnh, say mê tới mức không để ý xung quanh. Cẩm Ly từng chia sẻ về một sự cố khi ba chị em hát chung. Thường thì tôi và Minh Tuyết song ca với nhau, còn Hà Phương hát solo. Một ngày nọ, chúng tôi cùng gặp nhau tại một tụ điểm âm nhạc, nên nổi hứng hát tam ca. Bài Người Tình Mùa Đông, Hà Phương đứng giữa, tôi và Minh Tuyết đứng hai bên. Ngày đó làm gì có micro không dây, ca sĩ đi hát phải dùng micro nối dây dài ra. Tôi đang hát thì Hà Phương cứ nhảy qua nhảy lại, rồi đạp một phát, đứt dây mic luôn. Từ đó trở đi, tôi và Minh Tuyết rút kinh nghiệm. Thi đi hát với Hà Phương là phải cẩn thận, vì lúc hát, Hà Phương lúc nào cũng múa tay, múa chân, quay cuồng hết cả lên. Cẩm Ly và Minh Tuyết chỉ cần nhìn nhau là biết phải hát tới câu nào, đi hướng nào, diễn ra sao, để khớp với nhau phù hợp trên sân khấu. Nói chung là làm gì cũng hiểu ý nhau. Nhưng riêng Hà Phương là luôn một mình một nhịp. Bị chị gái tiết lộ là luôn phá đội hình nên không thể hát chung được. Cẩm Ly còn nhấn mạnh, nếu để Hà Phương tam ca với hai đứa tôi sẽ rất nguy hiểm. Về phía mình, Minh Tuyết cũng từng tiết lộ rằng cô và Cẩm Ly xuất phát điểm là hát song ca nên rất hiểu ý nhau. Chỉ cần Cẩm Ly quay sang nhìn hoặc nháy mắt nhẹ một cái là Minh Tuyết tự hiểu phải làm gì, nhưng Hà Phương thì không. Minh Tuyết nói, chị Hà Phương mỗi lần hát là một cõi riêng, không còn biết ai hết, chỉ mình quẩy và hát, người khác phải dạt ra cho chị ấy diễn. Bởi vậy, nếu hát tam ca thì phải tập dữ lắm, không thì lên sân khấu rất nguy hiểm. Tuy không hợp nhau trên sân khấu, nhưng ở ngoài đời, ba chị em Hà Phương là rất yêu thương, hòa thuận với nhau. Tháng 6 năm 2000, Hà Phương sang Mỹ định cư và cũng trong năm đó, cô kết hôn cùng tỷ phú Việt Kiều Chính Chu. Ngay từ thời điểm đó, Chính Chu đã là một tỷ phú khét tiếng ở phố Wall với kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh nhà hàng chục đô, cùng khối tài sản lên đến cả tỷ đô. Anh từng làm việc và giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty chứng khoán lớn nhất thế giới, tham gia vào nhiều thương vụ mua bán lớn nhất đến vài tỷ đô. Từ năm 2000, Chính Chu đã là chủ sở hữu một trong 10 chuỗi khách sạn xa hoa nhất thế giới. Tổng tài sản của Chính Chu từng được ước tính rơi vào khoảng hơn 1 tỷ USD. Anh cũng là một trong những tỷ phú có tiếng nhất trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Cưới chồng đại gia, Hà Phương cũng được xem là người nắm giữ khối tài sản tỷ đô. Chính Chu từng tặng vợ một chiếc nhẫn kim cương trị giá lên đến 1 triệu đô la, cả thế giới chỉ có 2 chiếc. Vợ chồng Hà Phương hiện đang sống trong căn biệt phủ rộng lớn,
và rất nhiều siêu xe hạng sang. Nhiều người cho rằng xe nhà Hà Phương nhiều đến nỗi mỗi khi nữ ca sĩ xuất hiện là đi xe mới, hiếm khi đi lại xe cũ. Cô thường xuyên vi vu bằng loạt siêu xe của gia đình. Ngoài siêu xe, Hà Phương còn sở hữu máy bay riêng và nhiều du thuyền để phục vụ nhu cầu đi lại. Cô cũng sống tại nhiều căn biệt thự cao cấp, biệt thự khác nhau chứ không cố định một nơi. Nhà Hà Phương ở rộng tới mức đến cô cũng không đi hết mọi ngóc ngách. Chính Chu còn cực chiều vợ khi xây dựng hẳn một nhà hát opera để riêng trong nhà cho Hà Phương luyện thanh.